Động vật ăn cỏ. Như chúng ta đã biết, có nhiều loài động vật khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về động vật ăn cỏ. Đây là những động vật được cho ăn hoàn toàn bằng thực vật. Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá, cỏ, cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật ăn cỏ mà chúng ta thường biết đến như loài voi, ngựa, cừu, dê, linh dương, hươu cao cổ, tê giác, mã. Hươu cao cổ thường sống ở savanna, đồng cỏ và rừng thưa. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo mà chúng gặp ở độ cao mà hầu hết các động vật ăn cỏ khác không thể ăn. Có một điều mà bạn không thể biết đó là lưỡi của hươu cao cổ cũng rất dài, càng gia tăng khả năng trong việc nạp năng lượng hàng ngày. Con voi. Voi là loài ăn cỏ lớn nhất hành tinh. Nguồn thức ăn của voi phụ thuộc vào môi trường sống. Những con voi sinh sống ở khu vực phía nam Ấn Độ thích nhai lá, trong khi những con voi sống ở Zimbabwe sẽ thích ăn cỏ. Những gì loài voi ăn sẽ phụ thuộc vào mùa. Vào mùa mưa hay hạn hán, chế độ ăn của chúng sẽ khác nhau. Con ngựa. Ngựa là động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại thức ăn thô dạng sợi như cỏ.
Chúng cũng ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như lá, quả, vỏ cây. Nhưng là loài động vật không nhai lại. Vì vậy, chúng chỉ có một ngăn dạ dày. Một con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày ăn khoảng 7 đến 11 kg thực phẩm, uống 38 đến 45 lít nước. Con ngỗng. Những con ngỗng được thuần hóa và chăn nuôi như một loại gia cầm để lấy thịt, trứng và lông. Ngoài ra, người ta nuôi chúng để giữ nhà, canh gác khá hiệu quả. Ngỗng là loài gia cầm khá phàm ăn. Các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi ngỗng gồm thức ăn xanh như rau, bèo, cỏ, củ, quả. Còn dê, thức ăn của dê rất đa dạng gồm các loại cây bụi, cỏ trồng, cỏ mọc tự nhiên, các loại lá cây như so đũa, mít, chuối, sầu đâu, keo đậu, dơm bụt, phế phẩm nông nghiệp như dơm, thân cây ngô, ngọn mía, dây đậu, các loại củ, quả như khoai lang, bí đỏ, chuối, thức ăn tinh, thức ăn khoáng. Con bò. Thức ăn chủ yếu của bò gồm các loại cỏ tươi, rơm rạ, cỏ khô, thức ăn xanh thô. Bò là động vật nhai lại. Mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn khoảng 2,5% khối lượng cơ thể. Hà mã. Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ. Thức ăn của chúng là những loại cỏ mọc ở các cánh đồng, thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Chúng thường ngâm mình dưới nước trong 2/3 khoảng thời gian. Sau đó, hà mã sẽ lên bờ để tìm cỏ. Ngoài ra, còn rất nhiều các loài động vật hoang dã như ngựa vằn, linh dương đầu bò, hươu nai, tuần lộc, chúng đều là động vật ăn cỏ trong tự nhiên.